Chào mừng các em đến với chương trình Tiếng Việt lớp 5 bộ sách Chân trời sáng tạo của trang web olm.vn Trước khi bắt đầu vào bài học mới, chúng ta hãy cùng với cô khởi động nhé. Ở phần này, các bạn giới thiệu một đến hai hoạt động hoặc phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mà em biết. Bây giờ, chúng ta hãy cùng với cô trả lời câu hỏi tương tác sau đây với câu hỏi vừa rồi chúng ta đã biết đến một vài hoạt động hoặc phong trào của đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh ví dụ như hội thi nghi thức đội phong trào kế hoạch nhỏ hay là phong trào nhìn việc tốt chúng ta có thể giới thiệu ngắn gọn dựa vào những gợi ý như đó là hoạt động phong trào gì ý nghĩa của hoạt động phong trào là gì bây giờ chúng ta hãy tham khảo một vài chia sẻ sau đây phong trào kế hoạch nhỏ ra đời năm 1958, phong trào này giúp các bạn thiếu nhi nâng cao ý thức tiết kiệm, yêu quý lao động, bảo vệ môi trường, biết giúp đỡ và chia sẻ với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn. Hội thi nghi thức đội là hoạt động truyền thống của tổ chức đội, hội thi giúp đội viên rèn luyện, phát triển toàn diện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong phần khởi động, chúng ta đã tìm hiểu về các hoạt động phong trào của đội. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trước đây đã có nhiều lần đổi tên. Tuy nhiên, cái tên đầu tiên đó là Hội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập theo quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc. Nội dung thứ nhất đó chính là đọc với bài tập đọc này, các bạn sử dụng sông đọc trong sáng, chậm rãi, nhấn sông ở những từ ngữ, tạ sự vật, ý nghĩa bí danh của nhân vật. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý một số từ khó như là cấp thiết, gan thép, đại ngàn, thiên liên. Bài đọc có thể được chia ra làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu cho đến đã ra đời. Đoạn thứ hai, tiếp theo cho đến nhấp nháy sáng và đoạn thứ ba là phần còn lại. Bây giờ, chúng ta hãy quan sát lên màn hình và đọc với cô nhé. Lệ ra mắt Hội Nhi Đồng Cứu Quốc Trong những năm kháng chiến, vận chuyển công văn, giấy tờ đến các cơ sở cách mạng là nhiệm vụ cấp thiết. Để thực hiện nhiệm vụ này, vào ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mà, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, hội Nhi Đồng Cứu Quốc đã ra đời. Năm đội viên đầu tiên của hội gồm Nông Văn Dền, bí danh Kim Đồng với ý nghĩa là một chú bé gan thép. Nông Văn Thành, bí danh Cao Sơn với ý nghĩa là có đức hạnh cao như núi. Lý Thị Nị, bí danh Thủy Tiên với ý nghĩa là bông hoa tiên bên suối. Lý Thị Sầu, bí danh Thanh Thủy với ý nghĩa là nước suối trong xanh. Lý Văn Tịnh, bí danh Thanh Minh, với ý nghĩa là buổi sớm mai trong lành. Lễ ra mắt của hội diễn ra rất giản dị và nồng ấm, dưới cánh rừng đại ngàn, gương mặt các đội viên tươi đẹp như những đóa hoa nhưng cũng rất kiên nghị, sắt đá. Trên trời cao, ánh trăng và những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy sáng. Sau khi nghe lời căn dặn của anh phụ trách năm đội viên cùng nắm chặt tay nhau, thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ được sao? Ánh sáng vàng bạc xuyên qua kệ lá, như muốn cùng chứng kiến giờ phút thiêng liêng và trọng đại trong cuộc đời của các thành viên đầu tiên của hội. Theo Hoài Lộc. Trong bài tập đọc này, các bạn cần lưu ý đến một số từ ngữ như bí danh, được hiểu là tên dùng thay thế cho tên thật để sự bí mật kiên nghị được hiểu là có nghị lực không lùi bước trước khó khăn thử thách và cuối cùng là sắt đá có nghĩa là cứng cỏi kiên quyết đến mức không gì lay chuyển được như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc qua bài tập đọc lễ ra mắt hội nhi đồng cứu quốc bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi bài đọc đã đưa chúng ta những thông tin về hội nhi đồng cứu quốc. Dựa vào đoạn đầu và cho biết hội nhi đồng cứu quốc đã ra đời trong hoàn cảnh nào. Một câu hỏi rất đơn giản đúng không nào? Đọc kỹ đoạn đầu và có thể nhận thấy hội nhi đồng cứu quốc ra đời trong những năm kháng chiến, cụ thể là những năm tháng quân và dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp. Vậy thì, nhiệm vụ của hội là gì? rất chính xác nhiệm vụ của hội là chuyển công văn giấy tờ kịp thời an toàn đến các cơ sở cách mạng yêu cầu thứ hai các bạn cần giới thiệu những thông tin chính về lễ ra mắt của hội nhi đồng cứu quốc đề bài đưa ra cho chúng ta một số thông tin như về thời gian về địa điểm về không khí của buổi lễ các bạn hãy cùng với cô thực hiện bài tập này nhé. Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu Quốc diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 tại thôn Na Mè, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Về bầu không khí của buổi lễ, các bạn cần đọc kỹ đoạn văn. Có thể thấy bầu không khí rất giản dị và nồng ấm Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chú ý một số câu văn như Dưới cánh rừng đại ngàn, gương mặt của các đội viên tươi đẹp như những đóa hoa nhưng cũng rất kiên nghị sắc đá. Trên trời cao, ánh trăng và những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy sáng. Bên cạnh không khí giản dị, nồng ấm, thì có thể thấy bầu không khí của buổi lễ cũng rất đổi thiên liêng đúng không nào? Sau khi trả lời được câu hỏi 1 và 2, chúng ta có thể rút ra được ý của đoạn thứ nhất, đó là hoàn cảnh ra đời của hội nhi đồng cố quốc. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với yêu cầu thứ ba. Các bạn sẽ nói một đến hai câu giới thiệu về một trong năm đội viên đầu tiên. Chúng ta có thể giới thiệu về tên, về bí danh hoặc là một trong những yếu tố khác. Các bạn hãy cùng với cô trả lời câu hỏi sau đây. năm đội viên đầu tiên đó là nông văn Diền, bí danh kim đồng nông văn thành bí danh cao sơn lý thị nì bí danh thủy tiên lý thị sầu bí danh thanh thủy lý văn tịnh bí danh thanh minh chúng ta có thể giới thiệu về tên về bí danh sau đó nói về cảm xúc suy nghĩ của mình chúng mình có thể quan sát vào một số chia sẻ mẫu sau đây Nông Văn Dền có bí danh là Kim Đồng. Bí danh này như muốn nhắc nhở đội viên phải luôn dũng cảm, mạnh mẽ, có ý chí sắt thép để thực hiện tốt nhiệm vụ. Hay là Lý Thị Sầu có bí danh là Thanh Thủy. Em rất thích bí danh này vì nó như một lời khen ngợi về vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn. Cùng với đó, bí danh cũng như là lời nhắc nhở đội viên phải sự xin được tấm lòng trong sáng, trung thực như nước suối trong xanh. Sau khi trả lời được câu hỏi thứ ba, các bạn có thể rút ra được ý của đoạn 2 đó chính là bí danh của năm đội viên đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt tốt lành. Sau khi nghe lời căn dặn của anh phụ trách, năm đội viên cùng nắm chặt tay nhau, thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo em, chi tiết năm đội viên cùng nắm chặt tay nhau, thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ được sao thể hiện điều gì? với câu hỏi này các bạn có thể trả lời dựa vào suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình ví dụ như việc làm này thể hiện ý chí kiên cường dũng cảm của các đội viên và sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc sau khi trả lời được câu hỏi thứ tư chúng ta cũng có thể rút ra ý của đoạn thứ ba bầu không khí thiêng liêng và lòng quyết tâm của năm đội viên đầu tiên Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau trả lời các câu hỏi của bài tập đọc. Lễ ra mắt Hội Nhi Đồng Cứu Quốc. Bây giờ, các bạn hãy cùng với cô khái quát nội dung chính của bài đọc này nhé. Năm 1941, Hội Nhi Đồng Cứu Quốc đã ra đời với sự góp mặt của năm đội viên đầu tiên. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy được bài đọc ngợi ca tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước của năm đội viên đầu tiên của hội nhị đồng cứu quốc. Các bạn thân mến, hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.